Chui rồi. Dọn hết đống hạt này đuối. Đuôi. Hôm nay mình đến bộ anh Khải nhá, hai chị em đến nhá. Không hiểu sao mà người ta lại chất một cái đống hạt gạch to tổ bố lên trên mộ anh. Hai chị em vừa mới dọn xong mộ đây. Đấy, chỉ chuẩn bị đầy đủ hoa quả này, hương hoa tiền vàng mọi thứ này, thắp hương nha anh, cà phê, À, chị quên chị thuốc lá này, không phải chị quên cái để bật lửa. bật lửa em ngồi chị ra chị Không thì lấy để em ra em lấy cho, mua thêm thuốc lá nhỉ.